Nhằm đẩy mạnh các giải pháp và phong trào về tiết kiệm điện, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp, Công trình Xây dựng năm 2022, Giải thưởng Sản phẩm Hiệu suất Năng lượng Cao nhất năm 2022. Các giải thưởng này được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công trình xây dựng tiêu biểu trong việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2022. Cũng trong buổi lễ phát động, diễn đàn giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp cũng đã được tổ chức. Tại đây, các đại biểu đã tập trung cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hướng đến mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.